vợ sống được lâu, sợ vợ ta mới ngầu, nên sợ vợ ta mới giàu. Vợ ta nên ta sợ thôi, sợ vợ có gì sai, vợ mình là luôn đúng, vợ mình xinh nhất hành tinh. Sợ vợ có gì sai, có sai mà sai vợ là ăn đòn hay nha. Sợ vợ có gì sai, có sai mà sai vợ là u đầu. Ui da. Em ơi đừng có la, anh lon ton chạy quét nhà, anh đang rửa chén nè, em uống gì anh pha. Em ơi đừng khó khăn, anh luôn luôn cố gắng mà, anh là ô sin cao cấp, em mệt về nhà anh lo. Sợ vợ có gì sai, có sai mà sai vợ là ăn đòn hay da. Sợ vợ có gì sai, có sai mà sai vợ là u đầu. Đây anh em mày râu ơi, sợ vợ sống được lâu, sợ vợ ta mới ngầu, nên sợ vợ ta mới giàu. Vợ ta nên ta sợ thôi, sợ vợ có gì sai, vợ mình là luôn đúng, vợ mình xinh nhất hành tinh. Mời con. Nằm xuống mà ha. À, cô ngồi. Vâng ạ, à, cảm ơn gì ạ. À, bộ hôm nay chủ nhật mà sao dì Hạnh không đi đâu à? Ờ, sao lại biết tên tôi? Hả? À, quên mất, con quên, con không quên gì. À, con là Tam. À, con đến tìm anh Vũ. Hả? Có bạn tới tìm kìa. Ở đây đẹp lắm. Tìm kiếm nè. Có quen đâu. Gì? Không quen đâu. Không quen hả? Anh Vũ, anh không nhớ em à? Em là em tên là Tam. Em là bạn của anh này. Anh không nhớ em à? Ủa sao lạ gì vậy? Tam nào? Đâu quen đâu. Trời ơi sao lạ vậy? Trời ơi, bạn bè với nhau mà tới tìm mà không quen sao không? Trời ơi, đâu có vấn đề rồi nha. Xin lỗi cô Tam hả? Cô vâng, Tam. Vâng, là Tam. Cái bề ngoài thì hơi khác chút. Cái giọng nói thì cũng khác, nhưng mà trong cái chất giọng tôi thấy quen. Giống như là Lam, con dâu của bà Hằng vậy đó. Đúng rồi đó. Dặn đó con mới nhớ. Con nhìn con nhớ mãi mà ngại không có ra. Không ạ. Con không biết Lam nào cả. Con là Tam ạ. Chắc mọi người nhầm con với ai rồi đấy. Dạ vâng ạ. Để con muốn gặp anh Vũ ý. Con muốn nói chuyện với anh Vũ. Hiểu rồi. Đó là chú hiểu đó. Thôi được rồi. Cô Tam còn cái chị Vũ nha. Tôi bận làm bếp. Lỗi nha. Thôi đi, thôi chào cô nha. Vâng ạ. Dạ, khoan đã. Công nhận là chị Vũ gì đau quá cháy sợ luôn vậy. Thôi, hôm nay người này mai người khác, quen gái tùm lum tà lá hết trơn á. Vài bữa là dắt cô này về, vài bữa dắt cô khác về, cô nào cũng đẹp hết trời à. Cô nói vậy có phải là có nhiều chuyện không? Không phải đâu, mà là quá nhiều chuyện đó. Chính xác đó. Thì ra là Tam, cô Tam tôi nhớ rồi. Em là Tam đây, em là bạn anh đây. Tam nhá. Lâu quá không gặp. Là công ty em ý có một cái hợp đồng mới, không biết là anh có hứng thú muốn đầu tư tham gia hay không mà. Chắc rồi, tôi với cô Tam đây đã nhiều lần hợp tác và thành công rất là mỹ mãn. Vậy đi, tôi sẽ gọi hỏi ý của sếp. Có gì tôi sẽ alo cho Tam sau. Ha. Em rất là mong là chúng ta sẽ hợp tác tốt ý. Vì lần này em muốn ý là lấy được một số tiền hoa hồng ý để em chuẩn bị cho cái kế hoạch tương lai sắp tới của em ý. Nó rất là quan trọng đối với em. Kế hoạch gì? Không biết là Tam có thể chia sẻ cho tôi biết được không? Thì là em muốn sinh con ý. Chứ cô ta đòi đẻ con cho anh Vũ kìa. Trời ơi, mà thằng Hổ là chồng của cô Lam. Rồi mốt không biết có cô Cam nè, cô Tham nè, rồi cô Ham nè, đòi đẻ con nữa thì sao? Phải điện thoại cho thằng Hổ biết mới được. Tôi thấy những cái chia sẻ của cô rất là ý nghĩa và hợp lý. Tại vì tôi cũng từng trải qua rồi. Tôi và Quyên nè, rất là ao ước có một đứa con, nhưng mà tới bây giờ thì vẫn chưa mãn nguyện được. Như là cặp vợ chồng của anh Kiều chị qua bán hủ tiếu đó, có đứa con là cu bo. Ồ, thật là hạnh phúc biết bao. Tôi chỉ suy nghĩ diễn cảnh đó thôi là tôi đã hạnh phúc, gọi là ấm áp lắm rồi. Đúng đó. Có con vô cùng hạnh phúc. Con trai con gái gì cũng được hết trơn à. Giống như tôi nè, có hai đứa gái. Nhiều khi không gần con được, có buồn nhớ con lắm. Thấy xót xa vô cùng luôn. Có con muôn năm.
anh nói thấy thương quá cơ. Thôi được rồi, để em về em nói cái chuyện mà anh vừa nói với Lệ ý, để cho Lệ hiểu và thông cảm cho anh nhá. Ủa sao cô lại biết sẽ biết Lệ vợ con nữa? Vậy cô là Who That Girl? Who That Girl? Cô là ai? Con Lam nè. Trời đất ơi, hồi nãy là tao đã nghi rồi. Lam nè, cái Tam gì đâu đây? Tại con phải cải trang vậy nè, đi qua bàn công chuyện làm ăn nhanh nhủ. Chứ có con hổ thấy nó không ghen đâu, con sợ ông lắm rồi. Luôn rồi. Đúng rồi, cũng có lý nha. Ủa anh Tài. Ủa, có chuyện gì mà anh kêu qua đây gấp như vậy? Hả? À, nhắn tin qua đây có chuyện gì? Chị. Ủa, ai mà đẹp quá vậy? Đừng nói là bồ mới của ông nữa nha, ông Vũ. Sao nghe mùi quen không? Quách, ngồi xuống. Trời ơi, là vợ tôi. Tại sao ngồi đây? Còn ngồi kế cái thằng cha xấu ca này nữa. Đừng nói là qua đây gặp cha này bàn chuyện làm ăn nữa nha. Bàn chuyện làm ăn, đúng chính xác bàn chuyện làm ăn. Chứ không phải em định trả thù tôi hả? Em nghe tôi nói hôm bữa tôi muốn anh trả, bây giờ em định đi ăn nem phải không? Ăn nem cái gì? Anh bị điên hả? Ăn nói kiểu gì vậy? Tự nhiên ăn nem gì ở đây? Thì là cái chuyện mà tôi nói là tôi muốn có con, em nói là em còn đam mê danh vọng, cho nên là tôi phải tìm người phụ nữ khác về đẻ cho tôi. Nhưng mà cái đó chỉ là ý định thôi, chỉ là làm bộ thôi chứ không phải là sự thật. Cái gì? Làm bộ không phải là sự thật? Vậy là bấy lâu anh ông Kiệt với bà Hoa là hù vô một là lừa tôi đó hả? Tại sao tôi quá đáng vậy với tôi chứ? Thấy hơi dữ dữ nha. Xin lỗi anh Tài, xin lỗi Vũ. Dạ, đã để chứng kiến cảnh gia đình con lộn xộn vậy. Anh quá đáng lắm. Ghét anh. Thôi bà Lam. Ủa sao mới nói mà sao giờ như trên nữa vậy? Cá bực mình. Tôi không thể nào tưởng tượng được ông Hổ chồng tôi là một người hiền lành tới mức như vậy mà bây giờ bày ra những cái chuyện xấu xa làm sau lưng tôi, lừa gạt tôi vậy. Bà nghĩ thế là bà có chấp nhận được không hả? Bà cười gì vậy? Thế bà căng bị vô lý. Tại vì vô lý? Mình làm như mà mình hiền lắm á, mình phê phán người ta mà mình quên rằng ở trong quá khứ mình đã từng nghĩ ra chiêu trò lừa gạt người khác. Nè, bà nhớ bà thôi nha. Tôi nói thiệt mà, bà nhớ lỗi của bà không? Thì đồng ý là tôi cũng có lỗi đó. Nhưng mà tôi không có nói tới cái chuyện, tôi không có nghĩ tới cái chuyện mà tôi cũng không có đi làm cái chuyện là đi nhờ người khác sinh con. Thì dễ hiểu thôi mà. Thì tại vì là bà là phụ nữ thì trước hay sau thì bà cũng có khả năng sinh con. Còn đàn ông người ta đâu có khả năng sinh con đâu. Cho nên người ta ước mơ thì người ta ước mơ, không được thì người ta phải đi nhờ. Cái chuyện đó bình thường. Chẳng qua thì bà rút kinh nghiệm từ tôi nè, không? Thôi mà, cuộc sống mà ai lại không sai, cái nào mình sai mình biết mình sai rồi thì mình sửa ha. Thì tôi cũng biết là tôi sai mà, tôi đồng ý chuyện đó và tôi đang rất là cố gắng để khắc phục nè. Thôi mà, tôi hiểu. Bây giờ vậy nè, tôi nghĩ mình đừng có giận chồng mình lâu quá. Phụ nữ mà, nếu mình giận chồng mình lâu quá là mình sẽ bị mất chồng đó. Tôi thiệt luôn đó. Cho nên á, bà tranh thủ mấy cái ngày nghỉ đó, cái hai vợ chồng đưa nhau đi du lịch, yêu nhau vui nhiều vô. Tôi hy vọng là sau cái ngày du lịch thế nào bà cũng sẽ có con đó. Không được. À, gì vậy? Không được. Tại sao không được? Bởi vì đối với tôi bây giờ sự nghiệp là quan trọng nhất, bà hiểu không? Ồ, hiểu rồi. Nói vòng cuối cùng cũng là sự nghiệp chứ đâu có chồng gì đâu. Ồ, hiểu rồi. Nè, bà đừng có thái độ vậy với tôi nha. Sao? Bà nhìn lại bà đi. Sao? Bà nhìn lại ông Tài đi. Bà có biết là tại sao bà không tha thứ cho ông Tài? Bà kêu tôi là tha thứ cho ông Hổ nhà tôi vậy, tại sao bà không tha thứ cho ông Tài nhà bà? Bà có biết ông Tài nhà bà bây giờ là thảm lắm không? Trời ơi, nói những câu mà thật đứt ruột đứt gan. Sao bà không tha thứ? Thôi, đừng nhắc người đàn ông đó với tôi. Thế ông thấy đang hiền dịu không? Tự nhiên nhắc cái tôi nổi điên lên liền. Người đàn ông đó là hết thuốc chữa rồi. Rồi, thì vậy thì thôi, đơn giản. Đèn nhà ai nấy sáng. Chồng nhà ai nấy xử. Vậy đi. Đẹp trai ha, ai nhận ra một tiếng. Rồi vui quá ha. Rồi hôm nay hai người qua đây tính bày trò gì để gạt tôi nữa đây? Ai
dạ con cũng phải. Anh Bình Giang giúp em cái gì nữa? À, chị Lam mình nghĩ là anh Hồi nhờ vợ chồng em, với lại tụi em thấy anh cũng dễ thương cho nên là phải qua đây rồi mặc đồ rồi chụp hình kỷ niệm thôi nối của cô Bo. À, anh Hồ anh nói là nhà tụi em cũng là nhà trò cho nên là nó nghe nó buồn mà. Vi lát. À dạ, nói chung là hơi đơn sơ cho nên là kêu qua đây nghe đẹp rồi cậy mặc đồ đẹp rồi cậy mặc đồ bộ rồi chụp hình cho anh đẹp thôi. Đúng rồi. Dạ. Đồ của tôi là ông hổ cho tôi mượn nè. Trời ơi, vẫn có vừa. Nãy giờ không dám thở luôn á. Nhìn hơi bắt người thiệt nhưng mà cũng là hình ra dáng. Ừ. Thì ông yên tâm đi, tôi cứ chụp ở dưới nha, cái chú không có vừa. Không quay clip nữa, chỉ chụp hình thôi, chụp phần trên. Phần xấu cắt bỏ. Rồi, chụp đứng dưới. Đứng đâu. Qua đây. Cô Bo cười lên con ơi, cười lên. Cô có cần để cái tay lên không? Không muốn làm sao mà không thấy tự nhiên là được. Gia đình hạnh phúc quá. Cười nè. Dạ, anh xin chụp tấm hình này để mình về mình để nhà cho có hên á, để mình dễ có con. Dạ, cô Bo nhà em hiền lắm. Họ có tấm hình đi ha, là hai người. Thì em mới cũng có con để ăn bông. Khoan về cho tôi chụp chung luôn tấm hình. Trời ơi, cứ tưởng tượng năm sau mà hai người mà có con một cái nha. Nguyên cái xóm thì mừng cho hai người dữ lắm á. Chỉ cần vợ tôi đồng ý thôi là có. Ý của vợ tôi hơn ý trời nữa mà. Có gì sai, sao có sai mà sai vợ là ăn đòn hay nha. Sợ vợ có gì sai, sao có sai mà sai vợ là u đầu. Ui da. Em ơi đừng có la, anh lon ton chạy quét nhà. Anh đang rửa chén nè, em uống gì anh pha. Em ơi đừng khó khăn, anh luôn luôn cố gắng mà. Anh là ô sin cao cấp, em mệt về nhà anh lo. Sợ vợ có gì sai, sao có sai mà sai vợ là ăn đòn hay nha. Sợ vợ có gì sai, sao có sai mà sai vợ là u đầu. Ê anh em mày râu ơi, sợ vợ sống được lâu, sợ vợ ta mới ngầu, nên sợ vợ ta mới giàu. Vợ ta nên ta sợ thôi, sợ vợ có gì sai. Vợ mình là luôn đúng, vợ mình xinh nhất hành.